Quế Minh Quỳnh, xin chào cả nhà. Hôm nay Spring Break mình chở Quyền Trân đi sở thú chơi nha. Chở Quyền Trân với Tiện Mỹ đi sở thú chơi. Đi ra khỏi nhà cho thoải mái chút đi. Thì cả mùa đông coi như là rút chân ở trong nhà không. Hai đi. Hai. Rồi rồi cho đi nha. Nó đòi đi quá rồi. Ok. Rồi. Đây chỗ này là cái lối đi vào mé bên trong. Không có chọn được cái nào hết hả? Kiếm xe. Xe đi, ở ngoài này đâu có cái bán xe đâu. Mua con gì quá đi. Anh, thì xem em là con cọp á. Con cọp hả? Người sợ quá. Thấy nó gờ cái con gì bên kia dài thòng lòn kìa, cái chân dài thòng lòn kìa. Ô con khỉ. Món kia vậy? Ô con ship, con đang ship buông đó nè. Có mấy cái xe chạy dầu cũng chạy ồn quá chừng. Ô Quyền Trân phái con đó phải không? Rồi chiếc xe nó chạy qua rồi nó bớt ồn rồi. Xe chạy dầu chạy ồn quá chừng. Rồi mua con đó rồi đó hả? Mình chụp hình Kylie mà Kylie nó không có nhìn. Nó nhìn đâu không à. Chụp hình cho con mỏi miệng luôn mà con không có chịu nhìn luôn mi. Mấy con cò này họ không có nhốt nó lại mà nó không có bay đâu hết, giống như nó quen ở đây luôn rồi. Rồi xuống đi. Mấy chim gì ngộ quá à. Trong cái chuồng này hai con nhốt, hai con. Con này nó bự hơn con này. Đây có hai con vịt và một con cá khôi bự bằng chi. Bây giờ bắt đầu đi vô, mình lấy xe mình lái đi đảo một vòng lớn ở ngoài để quay mấy con thú lớn họ, để nó đi thoải mái ở ngoài, họ không có nhốt trong chuồng mà phải lấy xe vô đó. Bắt đầu bây giờ mình đi ra xe, mình lấy xe vô đó mình xem. Mấy người nhân viên sửa sẵn cho nó ăn. Đẩy vô là nó đớp liền nha. Quán con gặm đơn cục chạy. Không muốn xe hả? Không muốn xe. Dạ nó không có xe, của ai đi ăn không có xe. Dạ, tại vì tới giờ ăn cho nên nó ở cặp bờ gào nó chờ. Chi đà nhiều. Cả chục con á. Hôm nay mình đi tới ngay cái giờ ăn cho nên mấy cái con này nó ra đi cặp, đi cặp bờ gạo này nó chờ đồ ăn nè. Tưởng anh cho. Đâu có gì để cho. Chơi không.
đi qua đi lại. Chắc đói bụng mà. Con này bự à. Ô, nó bị nhốt khác chuồng. Khác nè, cách nhau cái tấm lưới. À, nằm nhìn qua nè. Nằm ngủ à. Nằm ngủ phè luôn rồi. Cái này chắc ăn no rồi nè. Ăn no nằm nó mới dễ mập quá chừng. Ôi ôi. Không có chịu hoạt động luôn. Tới đi lui hoạt động không, không chịu ăn no. Không phải đâu, tại biết sao không? Mấy tháng nay nó không có nắng. Bữa nay có nắng cho nên nó nằm nó phơi nắng nè. Đó. Coi kìa, coi kìa. Đó. Đó. Nó cả sừng với nhau cho nên em cứ nghe cái tiếng động. Coi kìa, nó hung dữ ghê không? Rồi hết quánh đi. Ủa, con nó kêu vậy không nha. Con bốn con nhậu, bốn con nhậu đi lang thang một mình. Hồi nó thấy mình quay phim nó đứng yên như bức tượng luôn nè. Nó đòi ăn hả? Nó đói bụng. Cái này là một bầy nai. Ồ, có cái con này có cái sừng đẹp quá. Ha anh? Ngọ ha. Cái sừng của nó giống như có cái bông luôn kìa. Ồ, giống như chiếc lá vậy. Tỉa tỉa ra. Fashion. Fashion đó. Ồ, con này đẹp nè. Nai là nhiều nhất. À. Mấy em này tự do à. Fashion. Mình xin dừng video của mình tại đây. Chủ đề video của mình nói về lối sinh hoạt và thú vui của gia đình. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp của mình. Xin chào các bạn.